cầm con vịt nó chở cái giò lên nó chổng cái nó đưa cái đầu xuống đất bên à. Nhưng mà gia đình nhỏ này là sát sanh những đống luôn, thằng chồng nó ăn lương mua về là bỏ lương trong thùng của mình nấu nước sôi đổ vô. Em đi qua em thấy lúc em còn bán hai thì em đâu dắt lại, em thấy lương nó nhảy bạch bạch trong bụng nó chết trên đời. Gia đình nhỏ này nó ăn mặn không ăn chay ngày nào hết chứ. Tự nhiên em thấy nó ngậm dịch, nó dở cái giò lên, nó đưa cái đầu xuống đất. Mình biết mình chia sẻ cho em nghe thứ nghe gì là sao. Cho em thấy vậy, nguyên gia đình nhỏ đi có sao là vậy là sao anh ơi. Quỳnh ơi, con này Quỳnh với mẹ khỏe không Quỳnh? Quỳnh ơi, em nói cái này cho Quỳnh nghe nè. Hôm gài em nằm bao hồi cái lúc mà mới vô năm thành, em nói Quỳnh em thấy rắn đó Quỳnh. Thấy rắn nhỏ nhỏ không mà bây giờ em thấy con rắn nó bự Quỳnh ơi. Nó bự Quỳnh thấy kinh khủng luôn mà sao em thấy á. Con rắn nó nằm ở trên nóc nhà cái vía xong mà có ba em ở trong đó nữa, cái em ấy không có thấy hết con rắn mà em thấy cái con rắn mà em thấy cái lằn xương sống nó không à, mà em tưởng tượng con rắn này nó bằng cái thao cắt nước con mình vậy đó Huynh. Mà sao con rắn này cái da nó màu cà phê sữa Huynh, hơi đậm hơn màu cà phê sữa một chút. Cái thế giới em thấy nó một cái em mới hết biết, em nói đó giờ em chưa từng thấy cảnh này. Cái em mới kêu ở nhà em á, giờ bỏ cái nhà đó đi, đi chỗ khác cất đi chứ con rắn này nó cắn là chết. Bỏ nhà đó đi cất chỗ khác. Quỳnh ơi, em thấy sao mà cá ở đâu thấy con rắn đó, tao nói cá nó chạy Quỳnh ơi. Cá hả, nó chạy, nó sợ con rắn ăn thịt nó chạy Quỳnh thấy ngang nó nhóc cá hết trơn, thấy con rắn nó chạy Quỳnh. Rồi lớp ở nhà em chạy sợ nó cắn á Quỳnh. Mà con rắn này em thấy đó giờ em chưa từng thấy luôn. Là cái đó là em nghe một cái chuyện bên thầy đó, cái đó Quỳnh cũng hay chia sẻ đó. Rồi hai đêm nay em nằm chiêm bao á, em thấy con vịt Quỳnh. Em thấy con vịt mà em suy nghĩ hoài, em biết cũng có cái điềm mà em không biết cái điềm gì. Hồi nãy em nghe cái clip này, cái người này nằm chiêm bao thấy con vịt y chang như em vậy đó. Là bả nói ơn trên cho thấy là bệnh vịt sắp tới đó Quỳnh ơi. Yo Quỳnh ơi, em nghe nói thấy con vịt cái bắt đầu em bụng rủng tay chân hết trơn. Thấy con rắn quá chừng bự luôn, rồi giờ em nằm ba em thấy con vịt trắng tươi vậy đó Quỳnh. Em thấy con nhỏ ở gần nhà em mà lúc trước em còn bán tập quá hai đứa ở gần đó. Em thấy nó cầm con vịt mà sao nó con vịt trắng tươi, con vịt cỡ khoảng 1 ký ngoài vậy đó. Mà con vịt trắng tươi mà sao nó cầm nó dở hai cái giò lên nó chổng cái đầu con vịt xuống đất, sao con vịt nó ối ra gạo ngốc hết trơn luôn. Mà em thấy em đâu có biết đâu, hồi nãy em bắt lên em nghe cái người đó thấy cũng y chang như em. Cái bà nói là ơn trên cho bà thấy là bệnh dịch sắp tới. Yêu em nghe bà nói em khóc luôn, em mới kiếm số điện Huynh, em nhắn cho Huynh biết. Huynh nói với đồng đạo chia sẻ ra cho Huynh đệ tỷ muội giờ gắn đi giờ tới đó. Con gắn với bệnh dịch đó Huynh thấy giờ qua còn 2 tháng nó qua 5 tỷ. Con rắn này dữ dằn lắm, thầy có nói đó. Rắn to tên gọi mặn xà, trên gừng nó xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thì ra con rắn này là chính lời thầy đã nói trước. Mà em đã nghe mấy lần ở chuyện bên thầy, Huynh cũng có chia sẻ mấy lần về cái vụ con rắn này thầy đã tiên tri trước. Nhưng ngày nay con rắn này chứ không con rắn nào nữa chứ. Thêm em thấy một con vịt như vậy nè. Huynh ơi em rất là lo luôn Huynh ơi. Ngày nào cũng cầu nguyện cho chúng sanh, cầu cha mẹ tổ thầy gia hộ cho tất cả chúng sanh trong nước và ngoài nước sống được qua thời mạt pháp, sống được qua cơn sàng lọc. Giờ em chỉ còn cách này thôi. Giờ em nói với Huynh, Huynh chia sẻ đi, chia sẻ cái clip mới đi. Ai mà có duyên đó
ta thấy về bề trên cho gì đó huynh chia sẻ ra đặng để cứu chúng sanh. Giờ em cũng không còn cách nào nữa. Giờ em thấy gì em chỉ nói với huynh thôi chứ em cũng không biết nói với ai. Ở đây cũng ít có ai tu mà cũng ít có ai hiểu về cái nằm chim bao này lắm. Em thấy thì có cái em hiểu, có cái thì em không hiểu, em suy nghĩ hoài em không hiểu. Rồi em đi làm hoài em cũng không có nghĩ được mà tĩnh tâm để nghĩ cái đó là cái gì nữa. Có khi em biết, em nói với huynh khi em thấy rồi em không biết, em cũng không có nói luôn đi mần người, cũng không có thời gian luôn. Ê, tình hình căng lắm rồi huynh ơi. Ông Biden, tổng thống Mỹ, ông gần xuống rồi, ông ra lệnh cho tổng thống Ukraine là bắn thẳng quả tiễn vô trong sâu vô lãnh thổ Nga đó. Rồi Nga nó nói chỉ cần mà lấy quả tiễn của Mỹ bắn vô lãnh thổ của nó là nó lấy quả tiễn nguyên tử ra nó bắn á. Là tam thế chiến là bom nguyên tử nổ luôn, là chấm dứt đời hạ quân luôn đó, lập đời thượng quân luôn huynh. Dạ. Tại bên đạo cao đài đại đức tôn tửng thiên tôn ổng có nói mà chiến tranh chấm lúc dứt là Long Hoa hội, rồi chiến tranh ở dưới đây là tam thế chiến vừa chấm dứt nữa là hội Long Hoa liền. Dạ. Đạo đức không lo khổ lắm à, chay lạc để ngừa không khí độc, lê mê lớt mớt dẫn kỳ ba, người lành phật cứu phò chân chúa, kẻ ác bào tàng sát quả tha, đinh thời tới đây rồi sẽ biết, nên đinh vẹn giữ mấy lời ta. Còn mà bên đức hộ pháp thì cũng nói y chang vậy đó, cũng là trên xuống giống nhau vậy, nhưng mà đổi một cái là thân dầu để đây rồi sẽ biết đó, nên đinh vẹn giữ mấy lời ta. Đâu mà thân dầu tới đây rồi sẽ biết, thì anh biết thân dậu nào không? Thân dậu là tháng 7 tháng 8 năm Tỵ á. Đúng. Tháng 7 tháng 8 qua rồi nè. Tháng 7 tháng 8 bảo tu phong, bảo tu phong ba đó giáp ra đó, bảo tu phong ba Việt Nam mình tới rồi đó, là tới Việt Nam mình đó, thân dậu nó sẽ biết đó, là còn ai nghi ngờ gì nữa không? Thân dậu đến rồi sẽ biết. Tháng 7 tháng 8 bữa này tháng 10 rồi nè. Dạ. Cái giới luôn đó. Tới Việt Nam mình luôn đó. Dạ thì đó, chết biết nhiêu không? Việt Nam mình đó. Dạ. Yeah. Còn ai nghi ngờ gì nữa không, giống như là đức thầy nói sao, con rồng với nữ khúc nanh mà trong ba tánh thức thanh thái ông đó, bố thằng 78 đúng đúng cái cơ luôn đó. Đúng cơ luôn hết sư huynh, dạ đúng cái cơ luôn, dạ nhưng mà người ta không có nhìn được cái thế giới ngoài, cứ nhìn ở bên trong đất nước, không nhìn thế giới ngoài, mình kết luận vô mình mới kết luận được, mình mới hiểu được các lời của thầy nói. Dạ. Yeah. Đúng là bố khất luôn à, dạ. Trời ơi, giờ cuối rồi anh em mình kết bạn với nhau vậy đi, đặng mà có gì đặng mà cho mà hay anh em hay. Thì mình nói chuyện với nhau vậy là cũng đã vui rồi đó. Dạ mô Phật. Dạ. Lần gần cho đến tỉnh xa lúc xưa cũng phải gục gà chứ nào mà. Bây giờ dạ mô Phật. Bây giờ cái sở người tài hiền lương đến hội này cũng kề một bên nè, anh em mình gặp nhau này nó sát một bên rồi đó. Dạ, một phần. Vì em gọi anh hoài, em gọi không được, cái Zalo của anh cũ ngày xưa gọi không được. Anh hiểu về kinh sách cũng nhiều lắm chứ phải, tại anh không có ra mặt. Dạ. Thì em cũng biết mà, em cũng biết em đi ngao du nhiều mà, nhưng mà người ta nói đúng hay sai em biết chứ, em hiểu chứ, nhưng mà em cũng nói ai là bởi vì sao nói... giống như là nó ai cái ta dữ quá anh biết không, ai ông Phật dùng cái gì, ông Phật dùng cái gì, ông Phật dùng cái tâm mà dùng cái tâm mà cái tâm mình là cái gì, cái tâm mình phải coi gì, từ bi đúng không, mà tâm mình có từ bi thì sao mình nói về cõi Phật, nói sao vậy bi là sao, từ bi sao, từ bi mình biết thương người mến vật đúng không? Còn mình nói mình thương người ta, mình lấy cái tâm mình thương được rồi, còn người ta chết kệ người ta, đó mình thương gì? Thương người ta chết, có thương gì ta sống đâu có, đúng không? Bởi vì mấy ông nhiều lúc mấy ông nói sao em hiểu nổi lòng tu hiệu quả tu phước, cô nghe vậy thôi em cũng nghe im cho khỏe rồi. Dạ. Bởi vì Phật nói tâm từ bi sánh thể ngọc ngà trong các báo và khó bì chánh thiện. Dạ bố Phật.
phải phước huệ song tu cho đầy đủ mới được. Dạ đúng rồi. Có huệ có phước chứ, nếu anh có huệ làm sao bữa sáng ồ cái hoàn cảnh cái người này khổ mình phải biết thương người ta, mình phải giúp đỡ người ta, đúng không? Đó là phước, đó là cái huệ cái phước đó rồi, phước huệ mà song tu với nhau. Thầy có gì dạy trong đó mà giúp cho kẻ đói mới nhầm đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật bự đấy. À mô Phật đó. Mà nói là mấy ông nó tu huệ, ông tu phước nữa. Thì nó nói vậy thì thầy để lại là giúp cái đó là mới nhầm mà để làm gì? Nói vậy không mà mình thương người ta lấy cái tâm mình thương được rồi. Ủa, nói vậy ai nói cũng được. Anh nhận không? Mà thầy đâu ấy. Phỉ bán ngày lần nó không có qua nổi đâu. Cụ hai này là một vị đâu phải nhỏ đâu, khi đi một mình về thiên binh cái dạng tướng luôn á, thấy không? Dạ, bực. Em thấy, đó, anh thấy không nè, lời của con này không nè. Thấy rồi. Dạ. Giờ em là biết của cô hai rồi. Dạ. Lễ của cô hai cũng gần Tết á. Dạ. 25 tháng chạp á. Dạ. Lễ mẹ mẫu, mẹ của Đức Phật Thầy Tây An là 29-30 tới nè. Đông lắm. Dạ. Dạ, đông lắm. Dạ. Lễ cũng ở dưới Canai á. Lúc mà Phật Thầy chở về đó đó, dặn mẹ về Canai mà nương tựa đó đó. Dạ. Rồi bà mất rồi chôn tại đó luôn á. Bây giờ thờ phượng bà lễ cúng linh đình luôn. Dạ. Yeah. Với mấy cái em nghe mấy cái cơ quan đọc hay thiệt á. Giờ anh đọc cái cơ gì mùng một và bước ra xin lỗi gì đó. Năm tháng hạn trời giờ đến Tết, cặn giao thừa nổ lết nổ la. Pháo tung bay sát gãi muôn nhà, nhìn trời nọ thật là u tối. Ngày mùng 1 quốc gia xin lỗi, kế mùng 2 bên nội mới khởi trương. Kế mùng 3 nhiều cảnh đoạn trường, kế mùng 4 mới chìm xuồng biển cả. Mừng ông bà con cháu chạy đi. Đây những lời của Phật dạng xưa rồi đó, giờ có ra nó đúng cái nghiệm ở trên rồi. Thì bây giờ cuối thình đầu thị núi dở ra rồi, càng khôn dặn chuyển đó vậy mà. Thay nằm ngổ ngang ôi chất đất, khởi đầu thế chiến chặn kỳ ba. Quá rõ rồi sư huynh ơi. Rồi anh đọc gì mà cuối mậu về gì đó. Đúng rồi. Cuối mậu về hiển hát long qua, hạt nhân nổ khắp ta bà đó. Thưởng ban những kẻ gian tà hung ngăn là cái kỳ ba này là bom điện tử không đó sư huynh ơi. Kỳ ba này liên tử tái tê Nga Anh Mỹ tranh giành giao chiến á. Thời khoa học văn minh tăng tiến đưa hồn người vĩnh viễn ngàn thu luôn. Nghe thấy ghê không? Nhật Tàu sang Nam Việt mịt mù gieo gây gắt căn thu tháng 9 luôn á. Dạ, thì cuối mộ về là anh là cuối mộ về là anh biết đoán được cái năm nào không? Năm tỷ còn cái năm nào nữa? Năm tỷ Thiên đầu xuân chiếu ra dạng cảnh cơ tái tạo vận chuyển quyền hành thay đổi đời tái hết nhân sanh thay nhân vật đổi đời thánh đức. Cái thiên đầu xuân năm nay là nội là ví dụ một năm nó có 4 mùa xuân hạ thu đông, một mùa có 3 tháng là cái đầu xuân này nè. Ngay con cọp á, tôi nói rồi huynh để ý nha, cọp gầm đúng rồi, cuối một lần cái tháng đầu tiên tháng dần là mậu dần đó. Mậu dần cái tháng dần đó. Cái tháng dần là khủng khiếp luôn. Cọp gầm. Dạ, bữa anh đọc anh. Cọp gầm. Cọp gầm hét khắp thế gian khác nào như thể lửa trời đốt thiêu luôn. Mèo mà lên tiếng ai ơi, dừng tay khối lửa mạng người chết quang á. Là trận này dữ lắm đó sư huynh ơi. Dạ, mô Phật. Giống như cái bài xuân mà anh đọc gì mới của hiệp hai đàn đó, xuân nhật lễ này tại thế gian đó, mèo rồng cao khắp chơi cùng giỡn, xuân hà khắp địa hoàng gì đó, tối hoài đó. Đúng rồi, cái đó là thầy mình đó, y chang luôn á. Tối hoài. Sao mà tối hoài.
Hiểu được cái đó mới sợ. Dạ tối hoài mới sợ. Dạ yeah. Nó rõ ràng hết rồi. Năm nay là Giáp Thìn nè, quan năm là ác tỵ, Giáp Thời thấy rõ binh đao, ác niên chiến họa ngoài đem binh vào rồi còn đâu nữa. Cuối gì năm mà gì cơ quan đọc gì mà đắng bồ mà giáp giới đạo điên dương trần đó. Dòng bay dân chúng nào yên, gắn bò giáp giới là đạo điên dương trần. Thì tới gắn giáp giới là toàn cầu hết rồi đó. Còn có hai tháng mấy đó chứ như sư huynh. Dạ còn hai tháng mấy cho mấy dạ. Rồi vậy em đầu xuân á. Dạ bởi vì vợ chồng. Bởi vì vợ chồng em về về tháng 11 này là về với thầy muốn biết vậy được không anh chị. Em biết vợ chồng em cầu xin thôi. Ráng cố lên sư huynh ơi, về đi. Về đi, về bên đây đi. Bởi vì em thấy cái thế giới ngoài cái chiến tranh giờ nó nóng quá đó. Mà anh biết mà khi mà dạ, Trung Quốc hay Triều Tiên mà nổ một cái rồi là xong rồi đó. Cái này là cấm đường bay. Ông cụ, cấm đường bay đó. Ông cụ chàng ông nói ra muốn hết trơn rồi này sư huynh. Ngày nay xe lết xe lôi đúng là truyền sấm của thời đại Lê rồi. Là năm rồng gắn ngựa dê chúng sanh thế giới ây hài tây phơi rồi. Đó, ông cụ chàng nói nè, chừng nào ngựa đá qua sông Phụng Hoàng xuống biển thì ông trở về. Đó, dạ, một phần. Đó, đây này, Đài Loan quýnh trước, nhưng Trung Quốc luôn, quýnh liền bây giờ, đây, sát một bên rồi. Dạ. Bên này em ngủ vậy máy bay vô ra không, máy bay chiến thắng mấy cái đêm vậy. Máy bay bây giờ nó dữ lắm luôn á, vòng á. Trung Quốc nó kiếm chuyện Đài Loan lắm mà chưa có tới giờ. Phải chờ giờ của cha. Nè, tôi nói cái đoạn này sư huynh gắn nhớ nè. Chuột châu chiến kỳ thiên định đoạt, cuối mậu về diễn hát long qua. Hạt nhân nổ khắp ta bà, thưởng ban những kẻ gian tài hung ngăn. Là sư đệ ra, heo sẽ thịt rồi lại tuôn xa nghe. Cái tháng này là tháng 10. Tháng 10. Bước qua tháng 11 á, với cái tháng con thủ con châu á. Dạ, mới là nguy hiểm. Đó, chuột châu chiến là kỳ thiên định đoạt á. Mà cuối mậu về rồi thì hát long hoa. Dạ. Cuối năm, mậu là mậu dần đầu năm. Thì đó, y chang luôn rồi đó, sư huynh hiểu rồi đó, dạ. Hay quá rồi. Bởi vì tôi mong ai cũng gần, cũng hiểu thiên cơ như sư huynh, tôi mừng. Tôi nói mà phải có người hiểu, tôi mừng rồi. Ô Phật. Ở nguy cơ anh nói là phải chú ý nhất là chú ý mà thứ hai phải đọc nhiều sách mới hiểu được cái mỗi gì nó cái cơ khác nhau, cái vần thơ khác nhau, nhưng mà cái cơ trong đó đó, cái ý mà hiểu được cái ý thì dồn lại đó, trong đó hết rồi. Dạ mô Phật. Dạ. Bởi cái cơ anh ra là tổng sai, cái cơ anh ra là không sai đâu á, cơ anh đọc á không có sai á. Dạ. Đúng theo thời kỳ luôn á, y chang luôn á. Thì anh đòi nghĩ đi, giáp bò mà ăn bò giáp gì vậy? Cụ Tạng cho biết đó, đắc cài bảy cục mày lìa đi đâu? Đắc là thổ đó, đắc cài bảy cục mày lìa đi đâu? Cha mày còn ở điện đầu, biển mày phải niệm một câu Di Đà. Thân mày coi cút không cha, thương dân miền Bắc mà cha già để trong. Cái tháng 7 tháng 7 năm tỷ bắt đầu nghe nó, toàn cầu thế giới khủng khiếp luôn, nói là khủng khiếp luôn. Dạ giống như cái cơ quan đọc của ngài Trần Tình đó, ông Trần Tình là nó tháng 7 tháng 8 đi chơi, mời anh mời chị đã chơi xong đó, không phải đó, tháng 7 tháng 8 đi chơi đó. Mời anh mời chị đã chơi xong thế giới ngoài đó, đá với nhau hết đó, rồi ăn Tết rồi đá thiệt đông. Đó, theo đó luôn. Đó. Dạ, vô tới đó thì đó vô luôn. Cơ quan nó thắng mọi ngày mùng 1 là gì, ngày đầu xuân ngày mùng 1 gì đó. Thôi sư huynh nó y gan luôn thấy không? Dạ. Vậy là sư huynh đã hiểu được cái lời của Phật rồi đó. Duyên lành mới gõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước là thiện duyên hữu phần đó. Là sư huynh có duyên với Đức Phật và thầy dữ lắm luôn á. Lời này là đây là lời của Đức Phật thầy Tây An không đó, lời của người di tịch núi Sam đó thấy không?
quá rõ rồi chú Vinh đi. Tức anh vợ chồng em có duyên bên đức thầy á, dạ. Nên mà mấy anh nói ra thì cơ đó, vợ chồng em ít nhiều có hiểu trong đó, dạ. Thì đó thì anh nghĩ thì thầy có nói nè, phải không? Trong bốn câu này nè, và bốn câu này anh nghĩ làm sao? Không? Đây trưng bày khuyên gìn can chỉ, đờn những câu tỉ mỉ rung hồn, cho lành già ái bất nôn, cúi đầu trước quy y Phật pháp. Thầy trưng bày hết rồi đó. Đây trưng bày khuyên gìn can chỉ, đờn những câu tỉ mỉ rung hồn, cho người lành, cho người lành nha anh, cho người lành nha, cho người lành già ái bất nôn, cúi đầu trước quy y Phật pháp. Là tự nhiên là người lành nghe là phái rồi, còn người hung người ta nghe không phái. Dạ. nhưng mà chính thưa anh phải hiểu được cái câu của thầy trưng bày đó. Thầy trưng bày là đây trưng bày khuyên gìn can chỉ, thì đó cũng như là lời của thầy nói đó, là cái như ông trưng bày ông đã nói hết rồi, ông đâu không giấu giếm gì hết nữa. Ông trưng bày là nhiên là ông giải cái bài toán ra sắp khổ tới đây là như vậy, chuyện sắp tới nè. Cho nên mặt nước biển lô nhô lặng hiệp đó, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nước đục sôi đó, bầu trái đất một phen lưng chuyển. Ta là kẻ tu hành thiện kiến, xét thế trần mới luận biện đôi điều, chứ đâu bài trò chuyện chớ chiêu để đưa cái người mê mà trở lại. Tất nhiên thầy đã biết cái cảnh khổ tới đây nó xảy ra, nó diễn ra là cái nội là tai ương tiếng canh rồi động đất đó. Bây giờ đó từ bắt nguồn từ Trung Đông, thầy nói đó, giờ nó Trung Đông nó cũng cái có rồi đó, bây giờ tới mà gọi là Á Đông, cái nữa là gọi là Biển Đông đó, dậy sóng thì trần gian hết đời. Thì bây giờ chỉ còn chờ Đài Loan nè, với Nhật Bản, với Tàu nè, ba người này là lập đời nè. Bắt đầu tới giờ đó là gọi là ông Châu Sấm Châu Xét á, với Đài Loan đó. Cho nên giờ xin thưa anh chỉ có chờ đợi là Nam Bắc đó thôi, Nam Bắc ấy thì đất đỡ thay thôi. Y chang luôn. Phần hao 78 mà thần tiên tới vậy cũng châu mày luôn. Dạ. Dạ. Rõ ràng hết rồi. Yeah. Bây giờ ta lại cầm đàn lên dây cho thẳng, ta đàn Bắc với Nam, đàn kêu gã núi ông Sam, đàn kêu ông Cấm, ai làm ra ai. Bây giờ nó có hết trơn rồi. Rồi đến năm dây mọc hai sừng là quan năm mọc hai sừng luôn, nhưng 2/6 luôn đó sư huynh, y chang thấy không? Ông Phật, ông tiên tri mấy trăm năm bây giờ lộ ra hết trơn luôn, thấy không? Dạ thì anh đọc cái câu đó thì ngày nay em mới nghe của Đức Phật thầy Tây An có để cái câu này nè, là có để cái câu này trong này là sao? Giáp khỉ hết năm giáp khỉ thấy đời bước sang. câu này anh đoán sao hết năm mà giáp khỉ, làm gì có giáp khỉ đâu, năm nào đâu có giáp khỉ đâu. Khu đất vực này ăn thì theo như cái lời của tiên tri của hết đời bước sang. Thì cái theo mình như sấm truyền của Phật cái nói là những cụ trạng nói là năm rồng gắn ngựa dê, chúng sanh thế giới hà ti phê, rồi là năm rồng này tôi tới năm dê là 4 năm, còn lại năm thân với năm dậu là quýnh với đào ly công chúa. Phật ra đời luôn là chỉ chúng thế giới bình an luôn đó. Rồi tới tháng 4 năm tức là những người hiền lành được nhà tiên cửa thánh hết trơn. Bá gia như phá, không chìa, tháng 4 năm tức giao chìa cho bá gia, yên nơi yên cửa yên nhà, đố ai tranh đặng nước nhà Tây An, thấy chưa? Gõ gàng hết trơn rồi, trong 12 con giáp nhỏ này nè sư huynh ơi. Đó, ngài tăng tình để là, ngài tăng tình để hết năm giáp khỉ, thấy đời bước sang, rồi tháng 6 năm khỉ nước tràn. Mà anh biết là bởi vậy các chị để là dùng cái cơ dùng bài toán cho mình, để cho mình tìm mình tầm mình hiểu, để mình tìm trong đó. Anh biết là hết năm giáp khỉ là anh biết cái tháng nào không? Trong năm Ất Tỵ
tháng 6 có tháng giáp giáp thân giáp mùi, có tháng giáp mùi giáp mùi hay... anh Lùng Công á, anh Lùng Công có tháng giáp mùi mà thầy ngày để là ngày để hết năm giáp khỉ giáp khỉ chứ giáp khỉ năm giáp khỉ là giáp thân đó là năm năm Ất Tỵ này có tháng giáp thân đó giáp thân có trong đó có tháng giáp thân yeah. Đấy. Trong giáp thì có 12 năm cho mấy làm gì có giáp làm gì mà có giáp giáp thân làm gì có mẫu thân mẫu thân thì có còn giáp thì làm gì có mà lùng có cái tháng rồi có trong đó Phật nói cao lắm, đâu ai ta nói việc chi, ai mà hiểu đặng thì đáng ghi con trời đó. Mô Phật thì mình thì xin thưa anh thì mình biết được các gì, mình hiểu được các lời các gì nói thì mình biết được lo mà đáng ăn tất nhiên ở làm đó không có sữa vậy đó anh. Còn lúc đó mà được lúc đó Phật trời mà thương mà cứu cho mình chứ còn nói cho mình cứ ăn dữ mà làm dữ không ai cứu. Dạ đúng rồi, sư huynh hiền, vợ chồng sư huynh hiền thì Phật cứu chứ đâu. Tu thật tâm thoát ngài quy biến, tu dối lòng không chỗ thoát thân. Thật tâm tu thì có thánh thần, ngài kết cuộc hộ trì đưa đón mà. Dầu cho sư huynh ở đâu, dầu cho sư huynh ở đâu giờ cũng có văn phù Bồ Tát đến thì rước đi trên á. Văn phù Bồ Tát từ bi chèo thuyền bát nhã cứu thì thần gian. Gió đưa nước sống bồm lan, rước người tu niệm mà xê sang phí tình. Vậy đó sư huynh. Dạ. Thì anh nghĩ đi cho mình chạy đâu cho thoát, đã nói tẩy trần mà chạy đâu cho thoát. Giờ mình chạy đi trốn này, trốn mưa có tránh nắng được không đó, mà tránh nắng có trốn mưa được không, tránh nắng có trốn mưa được không, đâu có được, chạy đâu cho thoát, không có chạy được. Cho nên tới lúc đó là sấm nổ trước nè, bắt đầu là lộ đình vàng ra nè, bắt đầu tới cảnh là phương nam gặn ngọc chối lò đó, lưu ly hữu phách mấy tòa đài cung dành cho những kẻ lòng chung chánh trực, thấy không, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa nè đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu đó, thấy không, là những người hiền lành mà ăn thật sống thật ở cõi trần này như vợ chồng sĩ đệ đó. Mô Phật em có gì đâu, bây giờ gắng cố lên đi. Người hiền đức hãy lo bình tĩnh, tâm hướng về Đức Phật A Di hoặc Quan Âm Bồ Tát thì vậy thì sẽ đến trường thi Di Lạc. Nó năm nay là bắt đầu bước qua năm là gọi là trường thi Di Lạc rồi đó. Dạ Mô Phật. Dạ từ gần cho đến tháng 3 trong nhà không ngớt khóc la sùm. Tháng 4 là quyết tháng 3 mà ông bà tiêu diệt drama hết rồi, dựng đời thương cổ cũng là tháng 3 đó. Quan Âm dựng đời thương cổ luôn thấy không? Dạ. Quá khủng khiếp rồi. Tại vì cuối năm Thìn sẽ lo vận chuyển sứ Hà Tiên Vinh Hiển cơ quan nè, Nhân Sanh sẽ hiệp một đàn, hết Thìn rồi lập Nhân Hoàng hội ra đó, thì Quan Âm lập hội. Rồi, có quá rõ thấy không? Thì nhắc ra đây là những lời vàng kiến học của Phật cho sư huynh nghe để nắm hiểu thêm cái thiên cơ để cho nó rõ hơn chút nữa vậy đó. Thì sư huynh đã biết rồi. Anh biết thiên cơ nhiều hơn em chỉ về đi tập tành đi học hỏi mà em cũng lập những cái lời của anh nói để em chép ra để em học lại thôi, để em tầm em hiểu thôi Mô Phật, để em đâu biết đâu đâu có còn đợi thời kỳ nữa. Chúng sanh thế giới lần lượt bước, tử địa năm châu thay chắc chồng, ta đây thượng đế truyền chiếu chỉ, ấn chỉ liền ngay đúng năm Thìn, thấy không, ngay năm Thìn luôn rồi. Màn ba khởi sự trần gian hỡi nè, thảm họa từ đây đến năm Thìn, thiên long ơi hỡi mười phương xứ, náo nức tung bay khắp thế trần, nay ta ấn bút năm Thìn họa, ấn chỉ liền ngay việc bắt đầu. Lại từ năm Thìn rồi đó. Ê, sư huynh thấy có yên không, từ miền Bắc miền Trung đó, thấy sư huynh thấy không, tan nhà nát cửa trơn đó, vậy mà chưa tin nữa. Còn ở nước ngoài thì mình khỏi nói rồi, xe hơi đồ đó chắc chồng không đó, mà sư huynh không thấy sao, bão lụt đó, lốc xí đó, rồi động đất, rồi cháy rừng này nọ đó, trong cái năm Thìn đó, giờ mới khủng khiếp không? Dạ,
Thì giống như hồi nãy anh đọc gì chuột trâu chiến kỳ thiên định lạc đúng không? Dạ. Dạ, giống như em ngày này em có chép ra bà trong của Đức Phật Thầy Thế An nè. Bao giờ còn mạnh như trâu, lớn con mạnh quá, ai xô nuống nào. Con sửu nó lớn biết bao, có khi ngã xuống, một giây tiêu tàn. Hay đó. Quỳnh quá sáng rồi đó. Biết sao ông sư huynh? Tại vì tháng sửu là tháng con trâu đó, tháng cuối cùng đó. Dạ. Dạ. Nè, tôi đọc cho nghe, cho đợi nghe nè. Chuột hết kêu. Dạ, chuột hết kêu mới sủ kỹ tăng thương, không nghe cùng chuột lấy đau thương, khắp thế giới chiến tranh liên tử đó. Là tất nhiên con chuột nhỏ này là gọi là con chuột nhỏ đó, mà nó hết kêu rồi bắt đầu bước qua tới cái tháng sủ á. Nó sủ kỹ tăng thương đó, không nghe cùng mà chuột lấy đau thương, khắp thế giới là chiến tranh liên tử, gọi là cái tháng sủ mà bước qua cái tháng dần nữa rồi, cọp rầm hết khắp thế gian luôn, khác nào như thể lửa trời đốt thiêu luôn đó. Cái trận này nó dữ lắm luôn á sư huynh ơi. Dạ mô Phật. Quá thế nè. Bây giờ các chị nói thêm bản rồi các chị. Còn để nghe cái đoạn này thêm nè, để cho đại biết luôn. Tại vì nãy đại đọc con trâu thì giờ huynh đọc con trâu cho đại nghe. Trâu kiếm năng đồng cỏ quạnh hiu, chừng con chó giữ đuôi ông cấm gái ó o đêm phia thanh vắng, e con gà thất nhật đê mê. Qua bảy ngày phụng lại gặp kê, âm binh khởi ô về mất nghiệp. Nước phấy loạn tưng bừng trùng điệp, con khủng long ác nhiệt nuốt ngừ. Khắp hoàn cầu bốn biển lị gơi, con ác nhiệt ăn ngừ vô số. Chờ con chó bư hang chuột ổ, thì hạt nhân bung nổ tan thành. Khắp dương trần bá tính điêu linh, cả muôn loại mà trần gian tấm thiết. Người ta nói không có một hạt nhân dữ lắm luôn, trận này hạt nhân dữ lắm. Dạ thì đó kia, thì đó thì các vị dùng con ác nghiệt đúng người vô số đó, đó là con ác nghiệt là ta hạt nhân đó, con ác nghiệt đó rồi. Dạ người ta hạt nhân đó. Còn cả dầu chống lỏng cửa trời, người hung có đến không đổi về hiện lương, chỉ có một tiếng dạ chỉ có một tiếng âm thanh mà thay đổi hết trơn, thấy không? Chừng nghe một tiếng âm thanh lạ quê lạ cảnh, bình minh lạ người luôn rồi. Lạ giọng nói, lạ tiếng cười, mặt mày ngơ ngáo như người cuồng phu, thấy không? Vợ chồng sư huynh tu hành thì hai vợ chồng biết với nhau, mà chồng tu mà vợ không tu không biết với nhau, cách lòng phân ai. Nó thấy ghê chưa? Buộc giặt áo chưa chắc vợ chồng, nó nửa đêm thức giấc mà cách lòng phân hai luôn, thấy không? Dạ, một phần. Đó là... như câu đó của ông ba phải không anh? Của ông ba đó. Dạ. Bởi vì đạo ông bà con cháu buộc đùm đó, nửa đêm thức giấc mà sức đùm không hay luôn. Cảnh con dữ lắm. Dạ. Thì cái câu gì mà anh đọc cái câu gì mà hai năm gì đó. Thì đó thì cho nói đọc. Thì cái năm Tý Sửu đó thì ông cụ Trạng ông nói có hết trơn rồi nè, để sư huynh đọc lại cho đại nghe. Dòm sáng lộ cập đầu tiên, sông đồng ba ngã khó yên dân tình. Quỷ dương nào kể miễu đình, thánh thần náo động hình hình dặn thai. Dầu cho động đến bồng lai, hai năm phải chịu nào ai xuống trừ. Cái năm Tý Sửu từ nước ngoài tới nước Việt Nam mình, thấy không? Rúng động hết trơn, không? Đâu có ai trừ bệnh dịch này đâu. Đúng rồi, chết thấy ớn hồn luôn. Chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, chừng đứt đít con trâu phá cổng liền, thấy không? Đâu có đi tới lui được, thấy không? Đến chừng đó thay phơi chồng đóng, đời hạ quân chết hết còn đâu. Nó những lời của Phật nói mà có ra rồi đó, thì huynh chỉ nhắc lại đó, y gan vậy đó. Nó về sông Tiền Mỹ Thuận bắt cầu có cái cầu rồi đó. Núi cấm quá lầu thì lộ vẻ gần đây, thấy không? Chừng nào lúa mọc trên chì vôi đi trên giấy tới đời Đông Chu rồi, gõ gàng hết rồi. Cái đồng bạc chì có bông lúa rồi, bây giờ tấm giấy ngàn có bông voi rồi, nó y gan chơi rồi còn gì nữa. Chừng nào cây sắt chỗ bông mà đường đen như nhựa thì lạc hồng tây thi còn y gan hết trơn rồi. Cái đường trắng nhựa mình đó, cây sắt chỗ bông nó làm bông nó treo dọc đường đó. Rồi thời kỳ này nhiều hát cùng ca, quê tình quê tử là ma không hồng. Y gan không? Là ma không hồng. Nó có hết trơn rồi. Cho nên nó chừng nào áo mặc nửa lưng, quần không có ống rồi bưng phưng tới đài rồi. Đó bây giờ bằng đồ cũng hồi đó đâu có đâu. Bằng đồ cũng mà áo nửa lưng không đó đây.
y chang. Dạ, bộ Phật. Dạ. Dạ. Phật nói em cái cơ quan độc. Cái cơ quan độc là dù cho nó động bồng lai mà dù cho nó động bồng lai 2 năm rồi 2 năm có ai xuống trừ đó là cơ đó cơ của ai em? Của gì nào? Anh cụ chàng á. Thì bởi vì vì cũng ăn khớp 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 anh biết không, ăn khớp khớp với cơ của ông Bạch Hới. Dạ. Ông Bạch Hới ông nói cái cơ là cái gì thương ba năm không chợ nhóm chịu á, nhớ không? Đúng rồi, nhà không ai ở Nam Mô á. Thay không lóc mà để phơi khô, nước không uống mà Nam Mô đâu nào á. Đâu nào? Mà cái câu cuối cùng để cái câu cuối cùng để là thấy không tiêu mà tiêu mới lạ đó, mới sợ đó. Dạ, dạ. Đại, đại cũng hiểu mấy cái đoạn này quá ha. Trời ơi, tới cảnh tượng nói dữ lắm rồi. Tới chừng này, ông ba ông nói nè, bây giờ như thể chim bao, tam thinh thấy biển là dàm nao gọng phình luôn. Như cái biển Thái Bình Dương luôn, thấy ghê không? Rồi tam thinh thay đổi người vô số, tận thế đại điền đức cố tái lai luôn, ông cố cho về luôn, ông Nguyễn về luôn, thấy chưa? Để lập đời thương quân đánh đức, thấy không? Yeah. Âm thanh gao khắp thinh không, ba đêm diệt trước mênh mông đi cứu người. Núi tan yeah. Đất sụp bới người, di sơn đảo hải mà thương người không tin đó. Ghê gớm luôn. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Gắn nghe sư huynh. Mùng 3 tháng 9, nè, đợi nghe cho kỹ nè. Mùng 3 tháng 9 kia là trời nổ 3 tiếng vậy mà đất xây luôn á. Thì ghê chứ. Dạ, yeah, một phật. Khủng khiếp luôn á. Dạ. Yeah. Gọi là tháng 9 trái chín xúc cùi. Tháng 9 mà trái chín xúc cùi luôn rồi. Tháng 10, 10 tháng vậy thì còn hai chuột kêu non cấm lộ đài châu về ăn nghỉ là ngày thương quân. Gắn như thương quân. Dạ yeah, thì. Dạ yeah, thì đó thì cái cơ anh vừa đọc xong là cái anh vừa đọc xong là cái là em đọc đi cái cơ mà của bên cao đài tiên ông đó đến nơi tới đâu rồi sẽ biết đó. Năm đó tháng 10 đó chứ đâu. Năm tới nè. Yeah. Đó hỏi ông cho biết tháng 10 tại sao dân chúng lại cừ khóc than đá gần thủy lục nước tràn cho nên dân chúng mà ghiêng than tới 7 phần luôn. Nghe thấy ghê chưa? Dạ. Yeah. Tại vì thầy mình nói rồi trơn rồi, thảm kịch tương tàn chưa hết diễn. Long Xuyên, Châu Đốc, Lị Muôn Hàng, thấy không? Lị là chết á. Lị Muôn Hàng, về An Giang tỉnh mới gõ gàng ai hay. Cái cảnh khổ tới bên rồi. Thì Phật với thầy đã nói trong di văn giáo lý, đã gõ hết rõ rồi còn gì nữa. Khổ với thảm chiều mai sẽ đến sau văn còn chiếu mến trần mê. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thê nam bang, cảnh khổ cũng kề bên tay rồi. Thấy rõ ràng ở bên ngoài anh ta khổ chưa? Chỗ Trung Đông nữa, cơm gà không có ăn, nhà cửa không có ở đó, thấy chưa? Dạ. Yeah. Nhưng cái đời bây giờ anh biết không? Người khổ trong chỗ khổ. Đời bây giờ khổ một cái nghèo mà giả dạng người giàu mới khổ chứ. Nghèo mà giả dạng giàu mới khổ chứ. Yeah. Đời bây giờ vậy. Dạ. Yeah. Khổ chỗ mình khổ, mà nghèo giả dạng giàu. Bởi vì cho nên câu 2 ông nói nè, từ đây cho đến định quyền, biết bao tăng tốc dưới miền Á Đông, sang vào chi nữa mà mong, điểm tô cho lắm như công giả chàng, thấy không? Từ hàng cho đến chỗ sang, biến thiên mấy chút mà tan quan hết rồi, gán mà làm rước văn ôi, nhịn ăn nhịn mặt đặng bồi thiện duyên. Nó cho nên những lời cậu hai nói ghê lắm, Nga sức đau binh gây đại chiến, thấy không? Có luôn rồi thấy chưa? Nhật Tàu chỗ mặt sấm văn dày. Bắt đầu nè, cảnh khổ thế mà không nghe lời câu hai đó. Mà gán lo tu đi. Tu một thở là cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha. Thiền to một chiếc sấm ga, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi đó, thấy không đại? Cho nên câu hai ông nói nè, cái thời mạt pháp là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đến đưa để đón về, thấy không? Người sẽ có là liên quê đỡ gót luôn, còn lại thêm mà lộng khép và che thân luôn, thấy không? Lần này là việc thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu, thấy không? Nghe những lời... Giống như câu của thầy. Dạ. Giống như thầy có thầy... Nếu để chờ sống nổ ban thân mà e ba tánh ăn năng trắng kịp. Dạ. Dạ. Những lời cậu hai nghe đọc cho mà tôi thấm cái người vào tim á. Dạ. Bởi vì cho nên thì giống như cái câu mà anh vừa đọc qua lời của ngài thanh sĩ mà nó nhìn ăn nhìn uống mà làm phước gì đó. Dạ. Thấy không? Dạ. Thì giống như của đức thầy để làm sao? Dạ. Tu sao muốn
Cô sao cho là tặng đằng hoa cụ xã thân làm phước. Diêm phù được quá. Xã thân làm phước thì diêm phù được quá. Dạ diêm phù diêm qua đó thì chú đó luôn rồi đó. Lời thơ khác trong một ý bên lời của thầy cái lời thơ văn thơ khác nhưng ý cũng là một. Dạ. Thì bây giờ đi vòng đi vòng mấy biển Cù Lao lộn đi lộn lại cũng tao với mày. Có mình Đức Phật mà mượn xác người này, mượn xác người kia đó. Cho nên mượn xác của thầy đó. Mượn nhầm một xác nhu mì dẫn dăng 6 tháng vậy thì xem sao đó. Là tuy nhiên Đức Phật mượn xác của thầy đó để cứu độ. Thì cậu hai Phật cũng mượn xác vậy đó. Để nói pháp. Thì từ ngày thầy mình đi năm 1947 tới nay rồi bắt đầu mới tới cậu hai. Rồi cậu hai xong rồi bắt đầu tới việc luôn đó. Bây giờ sư huynh thấy chưa? Ông sư Minh Tại ra đời là ông thánh á, đây nè. Cho nên thầy ông nói nè, bởi lực trời mở rộng linh thinh chi phong võ bất kỳ chiến kiếp, thấy không? Dạ mô Phật. Tại vì em chỉ nên là em dám nói về Việt Nam thì em dám nói những lời của thầy để là cái câu lời của thầy để là mình phải hiểu cho rõ lời của thầy để xưa nay chẳng có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây đó ngài là gì Phật đó rồi chứ đâu nữa ngài gì Phật sống á ngài mới tuyệt đó Phật sống đó đó là thầy để cho sau này cho anh em mình biết để mà thấy đó mới biết là khi mà con Phật ra đời là hết đời rồi đó đó bởi vì thầy là xưa nay chẳng có mấy khi Dương Trần có Phật gì thì xuống đây đó anh thấy không. cái tháng ba năm thành vừa rồi đó gồng mẹ gặp lại gồng con. Thánh nhân xuất hiện tại nơi Nam Kỳ, thấy chưa? Tháng 3 gầm gầm mì gì luôn người ta, còn đen người luôn, chị Quỳnh thấy không? Dạ thì giống như là cái câu của ngài mà câu của ngài Đặng Trần để đó thì có phải là đầu xuân gà gáy hâm tư đó, đầu xuân gà gáy hâm tư nha anh. Thầy tăng mạng hạng quả tu trị kỳ đúng không? Đó khi ngài ra mà xuất hiện cái đó nó mới thầy tăng bị hết không? Đó. một ý một đó nha, đầu xuân nha. Đầu xuân. Đầu xuân cái năm có phải là đầu xuân này ngài xuất hiện ra không? Có phải năm 24 không? Mà mấy người kia dịch á, dịch lái lại á, đầu xuân gà cái hôm tư thầy tăng mãn hạn quả tu kỳ là nói là thầy tăng là thằng Tây. Thầy đâu có nói vậy. Mấy người dịch lái mà dịch nó dịch bậy bạ. Nó thầy tăng mà, mãn hạn mà. Quả tu mà trị kỳ. Ê, mấy người dịch lái là thằng thầy tăng là thằng Tây không à, thầy đâu có nói lái, mình hiểu tới mình nói lái không à, giống như đó, giống như những cái lời của gì vui năm thiền sẽ lo dần chuyển sứ Hà Tiên lên hiển cơ quan, người ta dịch lại là Hà Tiên là hiền ta gì nữa, dịch lái không nữa, anh thấy không, còn dịch lái không à, thầy đâu có dịch lái, thầy biết là vậy mà mình cũng hiểu mà dịch lái không à.